bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ. Việc ta sai mụi làm tới đâu rồi? Dạ, mụi đã đi khắp nơi để tìm Tiểu Tiên đó. Từ cao ốc cho tới nhà lá, từ siêu thị cho tới chợ, từ quận 10 cho tới quận nhất, từ hang cùng ngõ hẹp, chỗ nào mụi cũng tìm hết trơn. Nó ở đâu? Cuối cùng không thấy dấu vết Tiểu Tiên nó đầu. Nãy giờ muốn quá à. Nhưng mà ta biết Tiểu Tiên đó ở đâu. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Mụi nghĩ ở đâu? Ở đâu? Không ở đây thì ở trên. Ở trên cao quá sao mụi tìm được? Ngọc Hoàng, người muốn bảo vệ Tiểu Tiên đó, người không muốn ta bắt được nó chứ gì? Tỷ, tỷ đừng nói, tỷ lên trời nha. Mụi nhớ ngày xưa hả? Tỷ đâu lên trời được đâu. Cái lúc đó người im đi. Mụi xin lỗi, mụi không nhắc chuyện ngày xưa nữa. Ngày xưa ơi lá ngọc canh vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó cũng đeo. Nếu như mà ta không lên trời được thì Tiểu Tiên đó phải xuống đây. Xuống đây? Ý của tỷ là mụi phải động não đi chứ. Ngày ta cho mụi ăn hai mạng người, uống 8 lần máu, não mụi để đi đâu? Mụi ăn vô bụng chứ có vô não đâu. Xả keo hả? Mụi giỡn thôi mẹ. Ý của tỷ là dụ con Tiểu Tiên đó xuống trần gian chứ gì? Biết động não rồi đó. Ngọc Hoàng, ngươi càng làm như vậy, ta càng chứng tỏ là Tiểu Tiên đó chính là thứ ta muốn. Ta sẽ bắt cho bằng được. Ta sẽ làm cho bằng được. Mụi hãy mau đi làm đi. Làm gì tỷ? Mụi có tiền là ta rút hết móng của mụi không hả? Mụi giỡn thôi mà. Mụi sẽ làm được ý tỷ. Tỷ yên tâm đi. Tất cả mọi thứ khi đã vào trong tay mụi đều trở nên nhỏ bé. Ngày xưa lúc hê bé còn mụi. Ủa mày đi đâu vậy? Hả? Bước này nè. Ngày xưa lúc hơ bé có một nàng công chúa. Vẫn không hết bệnh khùng. Ngọc Hoàng tam cõi. Ngọc Hoàng tam cõi. Ôi Trời ơi. Tại sao không phải là Thủy Dung mà là lực sĩ? Không lẽ bây giờ chấp nhận số phận vậy hay sao trời? Mình tin á, số phận không phải do ông trời sắp đặt, mà do chính bản thân của mình sắp đặt. Đúng, số phận của mình do mình tự sắp đặt. Sĩ, dừng lại. Dừng lại, tao nói nè. Cái gì vậy? Dây, thôi nghe nè. Giờ ngày nào tao cũng chờ mày đi, ok, đi. Ê, dây. Hả? Là nãy giờ mày đứng đây mày đợi tao đi học hả? Ừ. Chi vậy, hả? Thì giờ tao muốn tình thương bánh thương thì đợi mày đi học không có cái gì đâu. Ủa, tao cũng có xe mà, tao tự đi được. Đi cho vui, giờ sao?
Tao không có cần mày chở tao. Tao không có thích cái hình ảnh mà hai thằng trai xong ngày nào cũng chở nhau đi học rồi chờ nhau đi về. Như vậy mất hình ảnh của tao rồi sao? Tao là tao chỉ muốn gọi là nổi tiếng bằng thực lực, tài năng, duyên dáng và cái sự đẹp trai của tao thôi. Mày hiểu không? Tao không có thích đi lên bằng đường scandal. Nè nè nè, nghe nè. Thôi giờ vậy không có đợi đi á thì ngày nào tao cũng mang đồ ăn qua cho mày. Ok không? Ok không? Mày nói gì? Ngày nào tao cũng mang đồ ăn cho mày. Tự nguyện đem đồ ăn cho tao. Ừ. Mày thích cái gì tao mua cái đó. Kỳ vậy? Thế sao? Mọi khi á là tao bắt ép mày mua đem cho tao luôn. Mày gặp mày bỏ chạy không? Tự nhiên bữa nay mày không không mày dâng cho tao vậy. Mỗi khi thì khác mày khác. Thôi 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 thôi. Tao thấy đời không ai cho không ai cái gì đâu. Thôi giờ đi. Qua tao nói. Tao nói nhỏ cái này. Đó ra. Anh em qua nói cái coi. Cái gì? Mày. Nè. Bây giờ tao nói cái này mày không được nghĩ tiêu cực, ok? Ok không? Nói đi. Tao với mày học đều không tốt. Không. Hả? Một mình mày không tốt thôi chứ tao học giỏi hơn mày nhiều. Rồi tao không tốt. Là mày học dốt luôn á. Rồi tao dốt luôn. Đúng. Nói cho rõ. Nhưng mà đó, tao với mày hai thằng cũng không thân lắm, đúng không? Đúng không? Không thân thì bỏ cái tay ra ha. Rồi. Rồi không thân nhưng mà bây giờ phải làm thân với nhau nè. Nhưng mà con trai không thân mà ngày nào cũng quấn quýt nhau. Đấy, cái kỳ. Mày đi luôn. Mày đi luôn. Cái gì vậy? Mày thấy kỳ không? Kỳ. Kỳ đúng không? Cho nên bây giờ tao tính á là mày với tao là nên xa nhau ra chút, có một khoảng cách. Ok. Vậy là đường ai nấy đi, bạn ai nấy chơi, xe ai nấy tự đi học không cần phải chờ đợi. Nhưng mà nè, không phải là đường ai nấy đi là chính xác rồi. Cái đường là chính xác rồi nhưng mà bây giờ chỗ ngồi. Chỗ ngồi trong lớp hả? À. À. Thì ra vậy thì nãy giờ nói đại đi. Không, mày đặt dài dọc bỏ cái tay ra. Rồi tao nói với mày rồi đừng nghĩ tiêu cực. Ê, ok, tao chỉ muốn giữ hình ảnh cho mày. Giữ hình ảnh cho tao hả? Ừ. Nhưng mà tao thiết nghĩ á, hình ảnh của tao á nó đâu có liên quan gì tới cái chuyện mà chỗ ngồi ở trong lớp. Sao không? Ủa, ngồi gần nhau vậy kỳ lắm. Đó. Được mà, tao đá mày nữa bây giờ mày tin không? Hả? Ý tao là vậy đó. Tao cảm ơn cái lòng tốt của mày. Rồi. Nhưng mà bây giờ tao mới đổi chỗ rồi. Bây giờ tao đổi nữa mất công á, người ta nhìn vô nói ơ cái thằng lực sĩ học hành sao bị đổi chỗ hoài rồi sao? Thì mày học. Lúc đó mới mất hình ảnh của tao mày hiểu không? Thì mày học đâu có giỏi đâu thì đổi chỗ có sao đâu bình thường. Cái gì? Hả? Mày chê tao học không tốt hả? Tao tính đổi chỗ cho mày rồi. Mà bây giờ mày nói vậy tao không đổi nữa. Ê, ok. Sĩ. Bỏ cái tay ra. Ngon đụng vô, kéo tao lại một lần nữa đi. Tao đập mày luôn á. Thằng này nhìn tình luôn như hung thần vậy trời. Lịch sử mà nó vậy đó. Thằng lực sĩ này thiệt tình luôn. Chứ lực sĩ lúc nào nó cũng phá đá mình hết trơn ta. Trời đất ơi. Chỗ thi dung là của mình. Mềm mỏng không được thì phải đổi cách. Cách này có vẻ sẽ thông minh hơn đây. Phải tiến hành kế hoạch đổi chỗ. Giờ sao đây? Đặt sao đây trời? À, ngon cơm, ngon cơm. Kiệt. Ủa? Ủa lớp chưa có ai luôn hả? Chưa. Làm gì tự nhiên bữa nay hẹn đi học sớm làm chi vậy? Tao thích. Gì? Tao thích thì tao gọi mày lên, không thích thì tao không gọi. Ok. Sao mày ngoan cái vậy? Mày mới trả lời là tao thích hả? Tao thích. Bữa nay mày dám nói chuyện với tao kiểu đó luôn hả? Chứ làm sao? Nè. Cái gì?
Hôm qua tới hôm nay nha, tao thấy mày á khác dữ lắm á. Này 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 này. Trời ơi. Trời ơi. Tao vẫn là tao của ngày hôm qua, cái thằng lùn kia. Cái gì? Sao? Mày mới nói ai thằng lùn? Tao nói mày thằng lùn, tao nói mày lùn, tao nói mày lùn. Tao ghét nhất ai chửi tao lùn. Cái gì? Mày quay lại đây, mày quay lại đây đánh lộn với tao nè, thằng lùn kia. Thằng lùn. Nói tao thằng lùn phải không? Hôm bữa mày còn chê tao hôi chân nữa. Thằng lùn mỏ mõm. Mày chê tao mỏ mõm. Ừ. Lùn. Mõm. Mõm. Ừ. Mắc rồi. Học ngu. Mày dám chê tao lùn. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ